Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với P4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin sáng hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2023, với nội dung: Tại sao Pi Network trì hoãn Open Mainnet? Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Pi Network đã thu hút sự chú ý của nhiều người, với tư cách là một dự án tiền điện tử đầy hứa hẹn, với khả năng tiếp cận và phân phối rộng khắp. Tuy nhiên, người dùng và người hâm mộ dự án đang thắc mắc khi nào thì mạng chính mở của Pi Network sẽ được khởi chạy. Và tại sao lại có sự chậm trễ này? Video này sẽ giải thích những điều được mong đợi từ việc ra mắt mạng chính mở và các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ của sự ra mắt Open Mainnet. Một, ý nghĩa của việc Open Mainnet. Mạng chính mở là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển các dự án tiền điện tử như Pi Network. Ở giai đoạn này, mạng chuỗi khối Pi Network được mở khóa công khai và có sẵn cho người dùng để sử dụng rộng rãi. Trước đây, một dự án có thể đang trong giai đoạn phát triển hoặc thử nghiệm nội bộ hạn chế, và người dùng chỉ có thể truy cập phiên bản mạng với những hạn chế nhất định. Trong bối cảnh của Pi Network, việc ra mắt mạng chính mở sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập đầy đủ vào các tính năng và chức năng của chuỗi khối Pi Network. Họ sẽ có thể gửi và nhận Pi coin tiền điện tử gốc của Pi Network, chạy các Pi node và tham gia vào các quy trình đồng thuận của mạng. Ngoài ra, mạng chính mở cũng mở ra cơ hội cho người dùng xây dựng và phát triển các ứng dụng và dịch vụ trên Pi Network. Với một mạng chính mở, các nhà phát triển có thể tận dụng tiềm năng và khả năng của Pi Network để tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn hơn. Điều này có thể bao gồm xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung, DeFi, nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ tài chính toàn diện, v.v. Việc ra mắt mạng chính mở là một bước quan trọng hướng tới sự trưởng thành và chấp nhận của các dự án tiền điện tử. Điều này cho thấy rằng mạng đã vượt qua một loạt các bài kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng được người dùng sử dụng rộng rãi. Để đạt được sự ra mắt của mạng chính mở, Pi Core Team phải đảm bảo rằng mạng có đủ bảo mật, độ ổn định cao và khả năng mở rộng cần thiết để đối phó với sự phát triển và áp dụng lớn hơn. Quá trình này bao gồm kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt, tối ưu hóa mạng, sửa lỗi và giải quyết mọi vấn đề khác có thể phát sinh trong quá trình phát triển. 2. Kỳ vọng từ Open Mainnet. Khởi chạy Mainnet mở trong một dự án tiền điện tử như Pi Network ngụ ý một số kỳ vọng và lợi ích cho người dùng và hệ sinh thái của họ. Dưới đây là một số kỳ vọng có thể được kết nối với việc ra mắt Mainnet mở của Pi Network. Thứ nhất, toàn quyền truy cập vào các chức năng và tính năng của Pi Network. Với sự ra mắt của Open Mainnet, người dùng Pi Network sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả các chức năng và tính năng do mạng cung cấp. Họ sẽ có thể gửi và nhận Pi một cách tự do, chạy các Pi node và tham gia vào sự đồng thuận của mạng lưới. Điều này cho phép người dùng tham gia tích cực vào hệ sinh thái Pi Network. Thứ hai, giao dịch và trao đổi giá trị. Với Open Mainnet, người dùng có thể sử dụng Pi để thực hiện các giao dịch cả mua hàng hóa và dịch vụ trong hệ sinh thái Pi Network, và để giao dịch với các loại tiền điện tử khác trên các nền tảng trao đổi tiền điện tử có hỗ trợ Pi. Thứ ba, tham gia vào sự đồng thuận. Việc ra mắt Open Mainnet cho phép người dùng tham gia vào quá trình đồng thuận của mạng lưới. Họ có thể chạy các Pi node và đóng góp vào tính bảo mật và độ tin cậy của Pi Network bằng cách thực hiện xác minh giao dịch và lựa chuỗi khối. Thứ tư, phát triển ứng dụng và dịch vụ. Với một mạng chính mở, các nhà phát triển có thể tận dụng các khả năng của Pi Network để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ đa dạng. Điều này mở ra cơ hội phát triển các ứng dụng tài chính phi tập trung, DeFi, nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ tài chính toàn diện và nhiều cải tiến khác trên Pi Network. Thứ năm, sự phát triển của hệ sinh thái. Sự ra mắt của Open Mainnet có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Pi Network. Với nhiều người dùng hơn tham gia hơn vào mạng lưới, hệ sinh thái có thể phát triển với sự tương tác rộng hơn giữa người dùng, nhà phát triển và dịch vụ trong đó. Thứ sáu, sự tin tưởng và chấp nhận. Sự ra mắt của Open Mainnet cũng góp phần làm tăng sự tin tưởng và chấp nhận đối với dự án. Khi mạng chính mở và hoạt động bình thường, nó mang lại cho người dùng và các bên liên quan khác niềm tin rằng dự án đáng tin cậy và có tiềm năng trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái tiền điện tử lớn hơn. 2. Lý do trì hoãn sự ra mắt Open Mainnet. Thứ nhất, phát triển và thử nghiệm cẩn thận. Các quy trình thử nghiệm và phát triển cẩn thận là những yếu tố quan trọng có thể trì hoãn việc ra mắt Mainnet mở của Pi Network. Pi Core Team đã nỗ lực hết mình để đảm bảo an ninh mạng, tính ổn định và khả năng mở rộng trước khi mở mạng rộng rãi. Quá trình phát triển và thử nghiệm cần có thời gian để xác định và sửa lỗi, đảm bảo khả năng tương tác và xác minh chức năng chính xác. Thứ hai, tuân thủ quy định và pháp lý. Các dự án tiền điện tử như Pi Network phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng ở các khu vực pháp lý khác nhau trước khi ra mắt Mainnet mở. Quá trình đảm bảo tuân thủ này có thể bao gồm làm việc với các cơ quan có liên quan, cấp phép và đáp ứng các yêu cầu về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Việc điều chỉnh các khung pháp lý phức tạp và thay đổi liên tục có thể mất nhiều thời gian hơn và dẫn đến việc triển khai bị chậm trễ. Thứ ba, khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng. Một yếu tố trì hoãn có thể xảy ra là việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để xử lý mức tăng trưởng và mức sử dụng quy mô lớn.
Key Network cần đảm bảo rằng mạng lưới có cơ sở hạ tầng để có thể xử lý tải ngày càng tăng khi số lượng người dùng và các giao dịch ngày một tăng cao. Mở rộng công suất và đảm bảo hiệu suất ổn định là một quá trình tốn nhiều thời gian. Thứ tư, độ phức tạp về kỹ thuật. Quá trình phát triển và khởi chạy một mạng tiền điện tử yêu cầu một mức độ kỹ thuật phức tạp. Các yếu tố như chọn giao thức đồng thuận phù hợp, thiết kế kiến trúc hiệu quả, bảo mật mạnh và tích hợp với các công nghệ khác đều có thể ảnh hưởng đến sự chậm trễ. Các nhà phát triển phải đảm bảo rằng tất cả các thành phần hoạt động hài hòa với nhau trước khi Open Mainnet có thể được khởi chạy. Thứ năm, điều chỉnh và cải tiến liên tục. Đôi khi, nhóm phát triển có thể quyết định trì hoãn việc khởi chạy Mainnet mở để có thêm thời gian cho việc điều chỉnh và cải tiến liên tục. Mặc dù có thể triển khai, nhưng có thể xảy ra chậm trễ trong việc khắc phục các sự cố nhỏ, cải thiện trải nghiệm người dùng hoặc triển khai các cải tiến quan trọng để làm cho mạng lưới được tốt hơn. Cần lưu ý rằng việc trì hoãn ra mắt Open Mainnet là một bước quan trọng để đảm bảo rằng P-Network đã sẵn sàng và đáp ứng các tiêu chuẩn cao trước khi nó được phổ biến rộng rãi cho người dùng. Các yếu tố trên cho thấy sự nghiêm túc của đội ngũ phát triển trong việc đảm bảo sự thành công của hệ thống mạng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Sự ra mắt của Open Mainnet trong các dự án tiền điện tử như P-Network là một cột mốc được chờ đợi từ lâu trong quá trình phát triển của mạng lưới. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể gây ra sự chậm trễ trong việc ra mắt. Pico Team đã nỗ lực hết sức để xác định và sửa lỗi, đảm bảo khả năng tương tác và xác minh chức năng phù hợp trước khi công bố Open Mainnet. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về P-Network bạn nhé.